Xin chào các bạn nhỏ, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vòng đời của rùa biển nhé. Từ xa xưa, các loài rùa biển đã xuất hiện trên trái đất. Những chú rùa biển phải trải qua muôn vàn những khó khăn, thử thách để có thể tồn tại và duy trì nòi giống cho đến bây giờ. Và rùa là một trong số những loài động vật có tuổi thọ lâu nhất trên thế giới. Đến mùa sinh sản, rùa mẹ sẽ lên trên bãi biển và đào một chiếc hố để đẻ trứng. Rùa mẹ sẽ đẻ khoảng 90 đến 200 quả trứng. Sau khi sinh nở xong, rùa mẹ sẽ quay trở lại với biển cả. Sau 45 đến 70 ngày, rùa con sẽ sử dụng mỏ của mình để phá vỡ vỏ trứng. Và chúng mất từ 3 đến 5 ngày để chui từ hố lên mặt đất. Chúng sẽ phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn từ các loài động vật săn mồi khác để có thể ra tới biển khơi. Rùa con sẽ ăn những loại thực vật nhỏ như tảo, rong rêu. Và khi trưởng thành, thức ăn chính của rùa biển là cỏ biển, sứa biển và các loài thân mềm. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ lại bắt đầu một quá trình sinh sản mới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại về vòng đời của rùa biển nhé. Rùa mẹ sẽ đào hố để đẻ trứng, trứng vỡ nở ra rùa con ăn các loại thực vật và trở thành rùa trưởng thành, sau đó lại bắt đầu một vòng đời mới.